Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Long. Trong khóa học này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình một cách chủ động. Tôi sẽ chỉ cho các bạn làm sao để có thể nhanh chóng xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực và bằng cách nào đó để có thể thiết kế cho mình những cảm xúc tích cực. Thưa các bạn, cảm xúc là một phần quyết định cuộc đời của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ, nó ảnh hưởng đến tiền bạc, nó ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả sức khỏe của mỗi con người. Bằng việc kiểm soát được cảm xúc, bạn có thể kiểm soát được cuộc đời của mình. Bạn có thể thiết kế được cuộc đời của mình theo cách mà bạn hoàn toàn muốn bằng việc điều khiển cảm xúc của mình. Khóa học này của tôi phù hợp với những người đang đi làm, với những cặp vợ chồng, những người mà mong muốn luôn luôn có một cuộc sống tích cực, tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Trong khóa học này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những câu chuyện, những kỹ thuật tâm lý vô cùng đơn giản nhưng thú vị và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Hãy sử dụng nó, biến nó thành thói quen và cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn hạnh phúc, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Những kỹ thuật này được sử dụng bởi hàng ngàn học viên của tôi trong những lớp học trước đây và họ đều đạt được những kết quả trong cuộc sống. Những kỹ thuật này cũng được sử dụng bởi các bậc thầy về huấn luyện con người như Tony Robbins, Blessinger. Ngày hôm nay, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những kỹ thuật đơn giản này bằng cách luyện tập theo. Tôi hẹn gặp bạn ở bên trong khóa học. Xin chào!